Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ, bản tin về cuộc bức hại pháp luân công tại Trung Quốc đại lục. Nội dung chính của chương trình hôm nay gồm có tin tức về hai nữ học viên tại Vân Nam bị kết án tù dài hạn vì lên tiếng cho pháp luân công. Ngoài ra, còn có thông tin về một nam học viên 72 tuổi kháng cáo bản án oan sai 9 năm tù, hiện tình trạng sức khỏe rất yếu sau hơn 3 năm bị giam giữ. Sau đây là nội dung chi tiết. Tin tức thứ nhất, hai nữ học viên tại Vân Nam bị kết án tù dài hạn vì lên tiếng cho pháp luân công. Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Gần đây, Minh Huệ nét xác nhận rằng hai cư dân của châu tự trị Văn Sơn và Mưu Tộc, tỉnh Vân Nam đã bị kết án lần lượt là 10 và 7 năm tù vì phân phát tài liệu thông tin về pháp luân công môn tu luyện cả tâm lẫn thân bị chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Bà Liệu Văn Tiên, 62 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 21 tháng 4 năm 2022 sau khi camera giám sát ghi lại cảnh bà đang phân phát tài liệu pháp luân công ở huyện Tây Chủ thuộc quản lý của châu tự trị Văn Sơn và Miêu Tộc. Bà Phương Thế Mai, 57 tuổi, đi cùng bà Liệu, đã trốn thoát khỏi hiện trường nhưng cùng ngày hôm đó lại bị bắt. Cảnh sát đã đột kích vào nhà của họ và tịch thu các sách khâu luân công, tài liệu thông tin, máy tính và máy in. Cả hai người phụ nữ đều bị giam tại trại giam huyện Tây Trù. Gia đình họ gần đây xác nhận, bà Phương bị kết án 10 năm và bà Liệu bị kết án 7 năm. Tuy nhiên, chi tiết về cáo trạng, xét xử và tuyên án của họ vẫn chưa rõ ràng. Bà Phương là cựu nhân viên của công ty thuốc lá địa phương từ nhỏ, sức khỏe của bà đã không tốt. Từ khoảng 20 tuổi, bà đã bị viêm khớp dạng thấp, gặp khó khăn khi cầm bút hoặc ngồi xổm. Bà đã thử nhiều phương pháp điều trị khác nhau, bao gồm cả trung y và tây y, các phương pháp dân gian và thảo dược, nhưng không có phương pháp nào hữu dụng. Chỉ 3 tháng sau khi tu luyện pháp luân công theo lời giới thiệu của một người bạn vào năm 1997, bà đã hoàn toàn bình phục sau khi chính quyền Cộng sản ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công vào năm 1999, bà Phương vẫn kiên định với đức tin của mình. Trước bản án dài hạn gần đây nhất, bà đã từng 3 lần bị giam trong các trung tâm tẩy não và bị kết án 5 năm vào năm 2004. Trong thời gian thủ án tại nhà tù nữ số 2 tỉnh Vân Nam, bà bị biệt giam hơn một năm. Lính canh đã bỏ thuốc độc vào thức ăn của bà và khiến bà suýt chết. Bà Liệu cũng nhiều lần nói về việc sức khỏe của bà cải thiện rất nhiều nhờ tu luyện pháp luân công. Vậy mà giờ đây, bà lại trở thành mục tiêu bị bức hại chỉ vì lên tiếng cho đức tin của mình. Tin tức thứ hai, nam học viên 72 tuổi kháng cáo bản án an sai 9 năm tù, hiện tình trạng sức khỏe rất yếu sau hơn 3 năm bị giam giữ. Bài viết của phóng viên Báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc Một cư dân ở thành phố Mậu Danh, tỉnh Quảng Đông, gần đây đã kháng cáo thất bại với bản án 9 năm tù của mình. Ông bị kết án chỉ vì giải chân tướng về cuộc bức hại Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả thân lẫn tâm bị Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Tòa án trung cấp thành phố Mậu Danh đã chỉ thị cho Tòa án quận Mậu Nam gửi phán quyết về vụ kháng cáo của ông Chu Hoa Kiến cho luật sư của ông. Ngày 11 tháng 11 năm 2023, luật sư nhận được phán quyết đề ngày 8 tháng 11, trong đó tuyên bố rằng bản án 9 năm tù giam với khoản tiền phạt 20.000 nhân dân tệ của ông Chu vẫn được giữ nguyên. Tại Trung Quốc, tòa sơ thẩm đóng vai trò là trung tan giữa tòa phúc thẩm và bị đơn. Phán quyết được ký bởi chủ tọa phiên tòa Trương Chí, hai thẩm phán khác là Lý Cẩm Kiệt và Lương Đông Thanh. Ngoài ra còn có trợ lý thẩm phán Lâm Tiểu Quân và thư ký tòa án Hoàng Diệu. Ông Chu, một nhân viên bảo vệ 72 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 26 tháng 3 năm 2020 vì sử dụng thiết bị nhắn tin hàng loạt để gửi tin nhắn về Pháp Luân Công tại một khu chợ địa phương. Cảnh sát đã đưa ông đến trại giam số 1 thành phố Mậu Danh và giam giữ ông tại đó cho đến thời điểm hiện tại. Sau 3 năm 8 tháng bị giam giữ Sức khỏe của ông Chu suy giảm nhanh chóng. Ông bị mờ mắt, giảm tính lực, mặt sưng vù và liên tục chóng mặt. Ông cũng phản ứng chậm hơn hẳn những người khác và khó có thể giữ thăng bằng khi đi lại. Tòa án quận Mậu Nam đã lên lịch xét xử trực tuyến vào ngày 6 tháng 4 năm 2021. Thời điểm đó, ông Chu dự kiến sẽ tham gia phiên tòa qua màn hình video từ trại tạm giam. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa đã hủy phiên xét xử vào phút chót sau khi hai luật sư của ông Chu từ chối giao nộp máy tính sách tay cá nhân trước khi vào tòa án. Theo luật, luật sư bảo chữa được phép sử dụng máy tính cá nhân của họ trong các phiên tòa. Phiên xét xử thứ hai diễn ra như dự kiến vào ngày 5 tháng 1 năm 2022. Ông Chu vẫn tham gia trực tuyến từ trại tạm giam. Lần này, dù các luật sư được phép sử dụng máy tính sách tay cá nhân nhưng một trong số họ đã bị đưa ra khỏi phòng xử án khi ông từ chối làm theo yêu cầu của thẩm phán về việc che mic và webcam máy tính sách tay của ông bằng băng dính. Không có luật nào quy định luật sư bảo chữa phải tắt mic và webcam của máy tính trong các phiên tòa. Phiên xét xử thứ ba được tiến hành trực tiếp tại trại tạm giam vào ngày 27 tháng 4 năm 2023. Chỉ có hai người trong gia đình ông Chu được phép tham dự số ghế còn lại dành cho các nhân viên ủy ban và đặc vụ từ phòng chính trị pháp luật địa phương, một cơ quan ngoài tư pháp có nhiệm vụ giám sát cuộc đàn áp pháp luân công. Thẩm phán đã tổ chức phiên tuyên án vào ngày 10 tháng 7 năm 2023 và kết án ông Chu 9 năm tù, còn phạt ông 20.000 nhân dân tệ. Ông nhanh chóng kháng cáo lên tòa án trung cấp thành phố Mậu Danh. Tòa đã ra phán quyết, giữ nguyên phán quyết ban đầu của ông vào ngày 8 tháng 11 Cảm ơn các bạn đã lắng nghe bản tin về Trung Quốc đại lục. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhhoi.org.